Chị là đứa con nuôi thứ hai của dì Nga, em họ của mẹ Tiến. Từ trước đến giờ, chị được nhận nuôi và lớn lên ở quận 10, tại thành phố Sài Gòn Hoa Lệ. Chị còn đến 4 người anh em nữa. Tất cả cũng đều là con nuôi của dì, vì dì rất có lòng thương người, nên khi gặp các bé mồ côi hoặc không ai nuôi thì dì đều mang về chăm sóc. Cả 4 người anh em của chị đều đã có gia đình riêng, chỉ còn mỗi một mình chị là còn phòng không gối chiếc, cứ sống lặng lẽ trên đường đời đầy cay đắng. Tuy là dân thành phố, nhưng không hiểu sao mới nhìn thoáng qua chị Hiên, ai ai cũng đều lầm tưởng chị là dân miệt vườn gì đó. Vì không những chị không được lanh lợi như các cô gái Hà Thành khác, mà còn lộ rõ vẻ quê mùa trên gương mặt, cũng như là dáng đi, điệu bộ, cử chỉ của chị. Có lẽ đấy chính là nguyên do vì sao đã 27 tuổi rồi mà chị vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, vẫn còn trinh nguyên như một cô gái vừa mới lớn. Nhưng nói về nhan sắc thì quả thật, chị là một tuyệt tác của mẹ thiên nhiên tạo nên. Một mái tóc uốn lọn bồng bềnh phủ xõa ngang vai, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương thân thiện, làn da trắng mịn màng. Vầng trán chị hơi thấp, nhưng bù lại, cặp mắt chị to tròn đen láy cong vút hai hàng mi. Sống mũi chị khá gọn gàng, cân đối giữa hai gò má phinh phính dễ thương, lúc nào cũng hơi hơi đỏ. Đi đôi với chiếc cằm xinh xinh là bờ môi mọng nước, và mỗi khi cười, luôn để lộ hai lúm đồng tiền ở bên khóe miệng. Vóc dáng chị Hiên hơi thấp, rất có da có thịt, mũm mĩm dễ thương chứ nhưng không mập mạp rổ rề. Nhìn thật kỹ thì mới thấy, chị đúng là một tuyệt tác của tạo hóa, ai nhìn cũng muốn yêu thương che chở. Tiếng thật chẳng hiểu vì sao, chị Hiên nhan sắc mặn mà quyến rũ như thế, vậy mà không ai đói hoài gì đến chị cả, khiến cho chị vẫn cứ mãi cô độc một thân một mình. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân đẩy đưa chị ngã vào vòng tay của nó. Sau khi đứa con thứ 4 đã lấy chồng xong, mảnh rẫy của dì Nga giờ giao lại cho chị Hiên phụ trách, vì chỉ có chị là còn rảnh rỗi mà thôi. Còn bố mẹ Tiến thì bảo nó xuống phụ giúp chị Hiên một vài ngày, vì chị còn lạ nước lạ cái, chưa thông thạo đường đi nước bước ở đây. Từ trước đến giờ, mỗi lần lên Sài Gòn, Tiến đều ghé thăm nhà dì Nga, nên giữa Tiến và chị Hiên không những không có gì xa lạ, mà trái lại rất thân mật, gần gũi chẳng khác gì chị em ruột. Lần này, ở khi chở chị lên trên dãy, hai chị em bên nhau vui vẻ, nói cười tíu tít suốt cả ngày. Là dân thành phố, tuy chưa từng bó tay vào công việc dãy nương, nhưng do bản tính siêng năng cần mẫn và chịu khó học hỏi, nên chỉ ngày một ngày hai, chị Hiên đã khá thành thạo một vài việc đơn giản như sạt cỏ, tỉa bắp, hái đậu. Tiến thì cũng chẳng giỏi giang sành sỏi gì cho lắm. Chẳng qua trước kia, có một thời gian nó đã từng ở đây nên nó biết này biết nọ thế thôi. Ngay hôm sau, cả hai rủ nhau tay xách nách mang vào rừng sắn măng, và lần đầu tiên hai chị em thu hoạch khá nhiều măng, liền đem về lột vỏ phơi khô. Công việc ở cái vùng chó ăn đá gà ăn sỏi này khiến cho bàn tay búp măng của chị bị sưng phồng, vì chị chưa quen mang bao tay, gần như là suốt cả ngày. Tối đến, chị Hiên ngủ trên chiếc giường gỗ, còn Tiến thì làm bạn cùng chiếc chõng tre quen thuộc. Tuy rất mực thân thiết với nhau, nhưng giữa hai chị em vẫn còn giữ được bức bình phong vô hình, nên tuyệt nhiên chưa hề có chuyện gì xảy ra cả, mặc dù hoàn cảnh sống khá dễ dàng chung đụng. Vào một buổi chiều, sau khi nấu cơm xong, chị Hiên vào tắm nơi phòng tắm giáp vách sau chòi, chỉ là một tấm nhựa ni lông răng ba mặt. Khi ấy, Tiến nằm thiêu thiêu ngủ nơi chõng. Bất chợt, nó nghe vang lên tiếng la lớn của chị Hiên rồi im bặt. Nó lật đật chạy tới để xem chuyện gì xảy ra với chị. Không cần phải mở cửa, vì tấm vải bố che chắn đã bị lệch, Tiến phát hiện chị Hiên đang trong tình trạng xấu hổ, té xỉu nằm sóng xoài dưới sàn xi măng. Nó nhanh chóng chạy vào bế xốc chị lên, mang chị đặt chị lên giường, rồi nó trở ra lấy quần áo cho chị. Như một cái máy, Tiến dùng chiếc khăn tắm lau khô, rồi mặc quần áo cho chị. Phải nửa tiếng đồng hồ sau, chị Hiên mới dần dần hồi tỉnh, và khi ấy, Tiến mới biết được lý do vì sao khiến chị bị ngất đi như vậy. Đó là vì chị nhìn thấy một con dúi núi lổn ngổn bò trên sàn nhà tắm. Vì chị cứ nghĩ đó là một con chuột khổng lồ, mà từ nhỏ chị lại rất sợ chuột. Chuyện cũng chỉ có thế, nhưng phải nói là bắt đầu từ tối hôm ấy trở đi, người Tiến lúc nào cũng có cảm giác như là bị sốt, vì nó bị ám ảnh bởi những đường nét mỹ miều của chị Hiên. Những hình ảnh đó đã sớm trở thành ấn tượng sâu sắc trong đầu óc nó, khiến nó không thể nào không tơ tưởng đến chị, dù chị lớn hơn nó những 11 tuổi. Từ sau hôm đó, bỗng dưng nó trở nên lầm lì, suốt ngày chẳng nói chẳng rằng. Nó cảm thấy tâm trạng dằn vặt cấu xé, giữa lương tâm thánh thiện và nhục dục tầm thường, nó cảm thấy đúng là khổ sở vô cùng. Chị Hiên thấy tự dưng, thái độ thằng em thay đổi bất chợt như vậy. Dĩ nhiên chị không thể nào biết được căn do, nhưng đôi khi nghĩ đến hình ảnh Tiến mặc quần áo cho chị không khỏi tránh được cảm giác e thẹn mỗi lúc vô tình bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của nó đang lẳng lặng nhìn chị với những toan tính khó lường. Rồi vì cuộc sống đời thường, với những công việc cứ tiếp nối nhau nên chỉ sau vài ngày, Tiến cũng đã bình thường trở lại. Hai chị em vẫn tự nhiên, vui vẻ sống cùng nhau. Chị Hiên và Tiến tuy không phải là ruột thịt, nhưng có lẽ chị yêu thương và chăm sóc Tiến còn chu đáo hơn cả ruột thịt mà chị tuyệt nhiên cũng không hề hiểu được lý do vì sao cả. Từ miếng ăn, giấc ngủ, cho đến quần áo nó mặc đều một tay chị đảm đương, đó chính là ngọn lửa hun đúc cho tình yêu sau này giữa hai người càng thêm nồng nàn bền vững. Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua, chuyện gì trên đời này nếu đến thì trước sau gì cũng phải đến. Chị Hiên và Tiến không sao tránh khỏi kiếp nạn vướng vào vòng ái tình. Vào một buổi chiều khô ráo, chị Hiên rủ Tiến lên rừng sắn măng, dự định trước lúc trời tối sẽ quay về, nhưng rồi một trận mưa tầm tã đã nhốt hai chị em trong rừng sâu cho đến tận hôm sau. Vì không về được do mưa và đường trơn nên hai chị em đành phải trú mưa và ngủ lại qua đêm trong một túp lều nhỏ bé của dân lấy gỗ. Chính trong cái đêm mưa gió giữa rừng sâu thăm thẳm ấy, chị Hiên đã không cưỡng lại được men tình cám dỗ nên chị đã tự nguyện cho Tiến cái ngàn vàng của chị. Chết rồi chị ơi, mưa lớn quá, chạy nhanh về kẻo không kịp đón chị. Từ từ mà, Tiến chờ chị với. Chị Hiên ơi, có một cái lều kìa, mình vào trú một lát đi. Trước mắt hai chị em, loáng thoáng bóng một cái lều bạt màu xám thấp lè tè, có lẽ là của dân lấy gỗ, nằm dưới một rặng cây to. Hai chị em mở cửa lều chui vào với hơi thở hổn hển vì vừa trải qua một chặng đường khá dài để chạy trốn cơn mưa vần vũ. Trong lều không có ai, nhưng một số vật dụng sắp xếp gọn gàng, chứng tỏ có người từng ở đây, giờ có lẽ họ đã về nhà, sau khi đã lấy đủ gỗ để đốt than thì phải. Có một cái giường gỗ cỡ trung cũ kỹ, trải manh chiếu cũng đã bị mòn, trên đó có một cái gối ôm và một cái mền cũng không còn mới nữa. Mé bên tay trái từ cửa lều vào là chầu ngự của ông Táo với một cái bếp dầu, một cái nồi và một rổ nhựa đựng tô, chén, muỗng, đũa. Trên cột lều chính có mắc đinh, treo một cái đèn măng sông cùng một túi ni lông đầy mì gói. Tất cả như là được bố trí sắp xếp để mà nghênh đón chị Hiên và Tiến vậy. Căn lều tuy thấp và nhỏ bé nhưng lại rất chắc chắn kín đáo. Dưới cơn mưa mặc dù hung hãn là thế, nhưng ở giường và bếp thì hoàn toàn khô ráo. Cơn mưa thật tầm tã, dai dẳng kéo dài không thôi, không biết bao lâu cho đến khi nhìn qua cửa lều thì trời đã tối hẳn, nhưng mưa vẫn hãy còn nặng hạt. Điều này chứng tỏ là chị Hiên và Tiến chưa thể nào về được, hơn nữa lại còn có khả năng hai chị em phải ngủ lại qua đêm nơi này. Cảm thấy bụng đã hơi đói, chị Hiên nói, tối rồi chắc không về được, sẵn có mì gói, để chị nấu hai chị em mình cùng ăn nhé. Có thể nói rằng người chủ lều thật chu đáo, vì khi đi về cũng không quên để lại một hộp diêm quẹt ngay bên cạnh bếp dầu, nên giờ đây chị Hiên mới nấu mì được cho hai chị em dùng đỡ bữa tối. Chỉ trong vòng tích tắc, nước trong nồi đã sôi. Chị Hiên cẩn thận dùng một cái khăn vải bắc nồi nước xuống sau khi tắt bếp. Chị lần lượt chế nước sôi vào hai tô mì, còn Tiến thì dùng hai cái dĩa đậy lại. Hai tô mì thật đơn giản, khiến cho hai chị em thật no bụng, vừa ăn vừa nói cười luyên thuyên, tự nhiên như là đang ở nhà vậy. Ăn xong, chị Hiên hứng nước mưa rửa sạch hai cái tô cùng hai đôi đũa, rồi úp vào rổ cẩn thận. Tiến thì lấy hai cái chén ra chỗ cửa, và một chút xíu sau thì nó đã có hai chén nước sạch cho hai chị em rồi. Giây lát, cả hai chị em đều cảm thấy thấm mệt, ngáp ngắn ngáp dài, theo nhu cầu bình thường của con người là bắt đầu thèm ngủ, nên tuyệt nhiên không ai bảo ai, cứ thế tự động ngã người xuống chiếc giường gỗ. Chị Hiên nằm ở mé trong con Tiến phía ngoài, cả hai cùng gối đầu lên chiếc gối ôm. Cái mền được sổ tung ra đắp lên người hai chị em, tuy nhiên có lẽ vì lạ chỗ nên khiến cho hai chị em cứ mãi trằn trọc khó ngủ. Chị Hiên, chừng nào em mới được ăn đám cưới chị đây? Bất chợt Tiến hỏi. Chị Hiên phì cười vì câu hỏi thằng em của chị vừa mới thốt ra quả thật là ngây ngô khờ khạo. Tuy vậy, chị lại cảm thấy vô cùng khó trả lời làm sao ấy. Ấp úng một hồi, chị mới gượng gạo, chống chế chẳng ra đâu vào đâu và có vẻ khôi hài. Thì, chừng nào có ai đó cưới chị thì Tiến sẽ được ăn thôi. Mặc dù Tiến vô tình đụng chạm đến nỗi niềm riêng tư của chị Hiên, nhưng cũng như từ trước đến giờ, chị hoàn toàn không hề buồn bã hay mặc cảm về hoàn cảnh cô độc của mình. Nè chị, nếu là em thì chắc chắn thế nào em cũng cưới chị làm vợ cho coi. Lý do sao vậy? Nói chị nghe coi. Vừa hỏi, chị Hiên vừa âu yếm vuốt tóc thằng em. Vì chị nấu ăn ngon, vì chị giặt quần áo cho em. Vậy hóa ra em cưới chị để làm đầy tớ, chứ đâu phải vì yêu thương chị đâu. Thôi, mà chị không chịu đâu. Ai đời nhỏ hơn người ta những 11 tuổi, vậy mà cứ đòi làm chồng người ta sao được. Nếu vậy, thì có nước chị ế tới già cho mà coi. Không dám đâu, cứ. Nói rồi, chị Hiên đùa với Tiến bằng cách vùng nắm tay cốc lên đầu nó một cái khá đau điếng. Vừa xoa đầu cho đỡ đau, nó không biết trả đũa chị như thế nào, bèn giữ lấy mặt chị, kề miệng mà cắn nhẹ vào gò má của chị. Chị Hiên cũng không kém, ngay lập tức chị cũng cắn khẽ một cái vào má nó, vậy là hai chị em cứ thế cắn qua cắn lại. Vì là đùa giỡn nên hai chị em chỉ dám cắn nhau một cách thận trọng. Không hiểu sao mà hơi thở của cả hai lại càng lúc càng mạnh dần lên. Mùi dầu gội đầu thơm nhẹ nhẹ, lẫn lộn cùng mùi da mùi thịt, tỏa ra từ nơi mái tóc và thân thể chị Hiên, khiến Tiến thật sự thích thú vô cùng. Nó siết chặt vòng tay, ôm vòng qua tấm lưng chị. Chị Hiên cũng không sao kiềm chế nổi lòng mình, cả chị lẫn Tiến, hai chị em cơ hồ hoàn toàn không nhận thức được là mình làm gì nữa rồi, tại sao lại xảy ra như vậy, không ai tự giải thích được. Tuy đầu óc hãy còn nông cạn quê mùa, nhưng lờ mờ, chị Hiên cũng tự biết là chị và thằng em của chị bất chợt yêu nhau một cách không hề toan tính. Từ trước đến giờ, dĩ nhiên là chị Hiên chưa hề có cảm giác e thẹn và hồi hộp như thế này cả. Chị Hiên, Tiến, tuy gọi tên nhau thật khẽ, nhưng từ bên trong sâu lắng của con tim, cả hai chị em đều nghe thấy thật rõ ràng, chính xác tiếng gọi thầm thì từ cõi tình yêu bùng cháy. Thật khó hiểu được chuyện đời, mấy ai lường trước được, vì mới chỉ có mấy phút trước đây thôi, chị Hiên và Tiến còn giỡn qua giỡn lại. Ấy vậy mà giờ đây, hai chị em lại chính thức trở thành người tình của nhau. Chẳng trách hai chị em được, vì cả hai cùng ở trong hoàn cảnh mênh mông giữa rừng già, trong đêm mưa tầm tã, chẳng hề có lấy một bóng người, thì làm cách gì hai chị em có thể giữ mình được. Vậy là đêm nay, trong cái lều nhỏ kia, tình yêu xảy ra giữa hai chị em cũng là điều tất yếu mà thôi. Đêm mưa tuy dữ dội, đầy ắp âm thanh ào ạt, xối xả của nước từ trên trời trút xuống cây cối, nhưng thực ra lại rất thanh bình và lặng lẽ, êm đềm cho cuộc tình của chị Hiên và Tiến. Phải nói rằng, Tiến rất cảm ơn con dúi núi nào đó hôm trước, đã chui vào nhà tắm sau tròi dẫy, ngay lúc chị Hiên đang có mặt bên trong. Bởi lẽ nhờ có nó nên Tiến mới có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, rồi nảy sinh tư tưởng yêu thầm nhớ trộm chị, từ đó mới tạo nên mối tình đêm mưa rừng vắng tuyệt đẹp, nên thơ như thế này. Qua đêm mưa ấy, nguyên cả ngày sau, vì trời mưa suốt nên chị Hiên và Tiến, hai chị em ở trong tròi dẫy mang tình yêu và hạnh phúc đến cho nhau. Cả hai cùng nồng cháy trong tình yêu, cùng với một tương lai tươi sáng và đầy hạnh phúc đang đón chờ. Thưa quý vị, sau khi nghe xong câu chuyện trên thì quý vị có suy nghĩ gì? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho chúng tôi cùng được biết. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đến đây cũng đã hết rồi. Đừng quên like, subscribe kênh để tôi được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.